Và theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 12 âm lịch, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm đầu tiên. Có nơi thì rét hại, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 3 độ C. Tại Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ giảm xuống còn 1,6 độ C. Dự báo trong tháng 12 âm lịch, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất. Các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét. Trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo thời tiết thuận lợi khô ráo, trong khi đó Bắc Bộ có thể đón các đợt rét đậm rét hại vào dịp Tết. Năm nay thời tiết rét muộn và chưa ảnh hưởng nặng tới vùng cao, tuy vậy đã có nhiều kinh nghiệm từ những lần thiệt hại trước, bà con các tỉnh vùng cao đã tích cực chuẩn bị phòng chống rét để bảo vệ đàn gia súc. Tại Lai Châu, bà con đã chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn phòng những đợt rét đậm rét hại có thể đến bất ngờ, nhất là dịp cuối đông và đầu xuân. Ngay từ đầu mùa, ở những bản vùng cao xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, người dân đã tất bật sửa sang chuồng trại, chuẩn bị rơm rạ làm thức ăn cho gia súc để phòng khi nhiệt độ giảm sâu. Cũng như bao gia đình ở bản Thèn Bà, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, khi trời lạnh, anh Giàng A Tủa đã chủ động đưa hai con trâu từ trong rừng về chăm sóc tại nhà. Chuồng nhốt trâu đã được anh mua thêm bạt về quây kín. Anh cũng tích trữ thêm rơm rạ cho trâu trong những ngày đông. Thế nhà anh thì cũng có hai con trâu và hai con ngựa, cũng cô cho một ít bồ ngu với pha rông cho nó ăn thế thôi. Thế là mùa rét là cũng đi mua bà về kê tưới chiều sạch sẽ thế thôi. Tả Lèng là xã vùng cao của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Toàn xã hiện có tổng đàn gia súc gần 4.000 con, trong đó đàn trâu là hơn 700 con, đàn ngựa 86 con. Toàn xã có gần 90% hộ gia đình đã có chuồng trại kiên cố, 100% các gia đình đã dự trữ thức ăn cho gia súc. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét và đói vào mùa đông, nên những năm qua, đàn gia súc trên địa bàn xã sinh trưởng và phát triển tốt, không bị thiệt hại khi trời rét đậm, rét hại. Chuẩn bị đến mùa rét rồi, tôi triển khai đến các hộ dân là che chắn. Ngoài cái rơm rạ lại thì tôi cũng tuyên truyền cho bà con chuẩn bị cho bột ngô hoặc là bột gạo. Trâu nhỏ thì mình phải cho nó đắc trắng ấm. Năm 2022, toàn tỉnh Lai Châu có 190 con gia súc chết, chủ yếu là những con đã già và non. Nguyên nhân phần lớn là do sức đề kháng thấp, số khác là do một bộ phận người dân ở vùng sâu vùng xa còn lơ là trong việc bảo vệ và chăm sóc. Cái địa bàn của tỉnh Lai Châu là tỉnh miền núi, do đó là cái nhiệt độ xuống rất là thấp. Thời điểm nhiệt độ ở cái vùng cao là 3 độ, khi là xuống đến 0 độ. Do đó là tình trạng mà trâu bò chết rét. Thì nếu như mà cái ý thức của người dân mà còn chủ quan thì cũng rất là dễ xảy ra. Để duy trì, ổn định đàn gia súc, các địa phương trong tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo cán bộ thú y đến từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc. Đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết trong việc che chắn chuồng trại, không thả rông, gia súc trong những ngày giá rét. Song song với đó, các cấp chính quyền cũng tăng cường khuyến cáo người dân chăn nuôi khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, tuyệt đối không được thả rông gia súc ra ruộng, bãi chăn thả trên rừng qua đêm, khuyến cáo bà con cung cấp nguồn thức ăn, đảm bảo đầy đủ nguồn dinh dưỡng, bổ sung vitamin tổng hợp và muối khoáng, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc vào những ngày rét đậm, rét hại, điều chỉnh lượng thức ăn tinh để bổ sung năng lượng giúp gia súc chống lại giá rét. Ngoài ra, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân, tiêu biểu như chính sách làm chuồng trại, chính sách hỗ trợ trồng cỏ. Nhờ đó, bà con đã có điều kiện xây dựng chuồng trại có quy mô lớn, nguồn thức ăn cho gia súc cũng luôn được đảm bảo. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý về lúa gạo. Mới đây thì gạo đặc sản Phạm Đuôn của Campuchia đã tiếp tục giành giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2022. Đây là chiến thắng lần thứ 5 của ngành gạo nước này trong vòng 10 năm qua. Và cũng tại cuộc thi này thì gạo ST25 của đại diện Việt Nam được xướng tên vào top 4. Cuộc thi năm nay thì ban tổ chức không trao giải nhì, ba mà chỉ công bố top 4 gạo ngon nhất thế giới, gồm có Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam xếp thứ tự các nước trong top 4 theo ABC. Cũng trong khuôn khổ hội nghị gạo toàn cầu và cuộc thi gạo ngon thế giới, ông Hồ Quang Cua, người được biết đến là cha đẻ loại gạo ST24, ST25 của Việt Nam, đã thắng giải cá nhân thành tựu cống hiến trọn đời. Đây là giải thưởng vô cùng danh giá dành cho các cá nhân xuất sắc, có thành tích và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành lúa gạo quốc gia và thế giới.
Gạo đại diện của Việt Nam lọt vào top 4 này là gạo ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí thuộc tỉnh Sóc Trăng. Năm nay Việt Nam có 3 loại gạo dự thi tại cuộc thi gạo ngon thế giới là ST25 của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, gạo của tập đoàn Thái Bình Xít và gạo của tập đoàn Lộc Trời. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, mới đây thì nông dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã phải bấm bụng bán tháo hàng trăm tấn lúa ngon nhất thế giới ST24 và ST25 với giá rẻ chưa từng có 4.500 đồng một kg vì doanh nghiệp bao tiêu không chấp nhận mua. Và lý do là độ ẩm trong lúa của bà con khi thu mua cao hơn so với hợp đồng hai bên đã ký kết. Và trước những khó khăn trong tiêu thụ lúa của bà con, mới đây thì Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Thới Bình khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho bà con. Cũng xin được thông tin thêm tới quý vị khán giả là trong những ngày vừa qua thì tại vùng lúa tôm của huyện Thới Bình, nhà nông thu hoạch lúa sớm hơn 1.900 ha, tổng sản lượng hơn 12.400 tấn. Trong báo cáo mới đây từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thới Bình, từ ngày 20 cho đến ngày 27 tháng 11 vào thu hoạch lúa thì gặp lúc mưa nhiều khiến cho lúa chủ yếu là ST24, ST25 đã bị đổ ngã. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lúa sau khi thu hoạch chưa đảm bảo về độ ẩm và bị đơn vị bao tiêu từ chối thu mua. Nội dung công văn nêu rõ, việc giải quyết khó khăn trong tiêu thụ lúa tại huyện Thới Bình đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo trực tiếp. Những ngày qua, tiến độ thực hiện còn chậm, những bất đồng giữa doanh nghiệp và các hộ dân chưa được giải quyết kịp thời. Đồng thời, việc thu hoạch bảo quản lúa gặp nhiều khó khăn nhưng địa phương chưa có biện pháp hỗ trợ, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, đề nghị UBND huyện Thới Bình chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẩn trương làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Tân Long, với đại diện các hợp tác xã và hộ dân có liên quan để trao đổi thống nhất giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trước mắt. Về lâu dài, cần phân tích rõ vai trò trách nhiệm của các tác nhân liên quan trong chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa gạo, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét quyết định. Thưa quý vị, 11 tháng vừa qua trị giá xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc nhiều khởi sắc. Và theo các chuyên gia, việc chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch đối với thị trường Trung Quốc sẽ góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan. Và theo dự báo từ Global Market Insights, thị trường trái cây và rau quả chế biến thế giới dự báo đạt khoảng 392 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Do đó, Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị doanh nghiệp cần phải tập trung vào phân khúc sản phẩm chế biến bởi đây là xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần phải kiên trì giữ vững thị trường và luôn luôn phải đảm bảo an toàn chất lượng, an toàn thực phẩm vì đây chính là yếu tố sống còn. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính trị giá xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 11 năm 2022 đạt 340 triệu đô la Mỹ, tăng 9,8% so với tháng 10 của năm 2022 và tăng 30,5% so với tháng 11 năm 2021. Trong 11 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2021. Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định 11 tháng năm 2022, nhiều mặt hàng rau quả xuất khẩu tăng cao. Đáng chú ý, sầu riêng, thanh long, chuối đã xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc nhờ những nghị định thư được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, chuối Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Philippines tại thị trường Trung Quốc. Mới đây, hai bên đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc, mở ra cơ hội cho xuất khẩu khoai lang vào thị trường này. Hàng năm, Trung Quốc nhập khẩu hơn 15 tỷ đô la Mỹ mặt hàng rau quả. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng với việc mở cửa cho hàng loạt trái cây của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ là động lực thúc đẩy xuất khẩu chủng loại quả vào năm 2023. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Bà con trồng chuối tiêu hồng tại huyện Gia Lâm và một số huyện ngoại thành Hà Nội đang rất phấn khởi bởi vụ chuối năm nay được mùa được giá. Hiện nhiều vườn chuối trồng ở đây đã có thương lái đến đặt mua với giá là 270 đến 300 ngàn đồng một buồng lớn loại 8 đến 10 nải. Theo Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hiện toàn huyện có gần 400 ha chuối tiêu hồng, trồng tập trung ở vùng bãi ven sông Đuống thuộc các xã Phù Đồng, Đặng Xá, Phú Thị, Kim Sơn và Lệ Chi. Trong đó có 50% diện tích cho thu hoạch vào dịp Tết Quý Mão. Đến nay, cơ bản các nhà vườn đều đã có thương lái đến đặt cọc bao tiêu chuối các loại, giá bán cũng cao hơn cùng kỳ năm trước từ 50 đến 60%, hiện giá khoảng 270 đến 300 ngàn đồng một buồng. Dự tính đến giáp Tết, nhu cầu chuối sắp mâm lễ tăng cao, giá chuối có lẽ sẽ tiếp tục lên rất cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều ý kiến cho rằng các sản phẩm nông sản của Việt Nam kém sức hấp dẫn người tiêu dùng khi mà cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu do thiết kế bao bì. Thực tế này đang khiến cho nhiều sản phẩm made in Việt Nam mặc dù có chất lượng vượt trội hơn, thế nhưng những hạn chế về bao bì đã làm giảm sức cạnh tranh. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm nên ngày càng nhiều doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư nhiều hơn trong thiết kế và in ấn bao bì. Mặc áo mới cho nông sản Việt nhờ bao bì được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường. Trong bức tranh tổng quan chung về hàng hóa nông sản, thì mẫu mã bao bì sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến gần, đến nhanh, hiệu quả hơn tới người tiêu dùng. Trước khi đánh giá về chất lượng khi sử dụng sản phẩm, hình thức mẫu mã bên ngoài của sản phẩm sẽ là cơ sở để người tiêu dùng quyết định có chọn mua sản phẩm hay không. Khi mà mình nhìn vào một cái sản phẩm thì mình nhìn cái tem nhãn nó đầu tiên, và để mà mình lựa chọn mua hay là mình thích thì nó đã bị chạm từ cái phút nhìn đầu tiên, cái đó rất là quan trọng ạ. Cùng với xuất khẩu cà phê thô, đơn vị này đã đầu tư chế biến sâu và đặc biệt chú trọng đến bao bì sản phẩm. Thay vì lấy cà phê làm hình ảnh chủ đạo, doanh nghiệp chọn đưa lên bao bì những hình ảnh đặc trưng của văn hóa Việt Nam để tạo sự khác biệt. Một cái thông điệp mà mình mong muốn truyền tải tới họ đó là cái nét văn hóa của Việt Nam. Thì ví dụ như những cái góc phố cổ, những cái kiến trúc cổ của Hội An, kiến trúc cổ của Hà Nội, của Sài Gòn. Cái thứ hai là mình muốn tạo ra một cái gì đó nó khác biệt so với thị trường. Thay vì mình sử dụng những hình ảnh truyền thống như là nhà rông hay là con trồn hay là cà phê, thì mình muốn mang tới một cái gì đó nó hiện đại nhưng nó vẫn mang cái nét văn hóa của cà phê Việt Nam, của Việt Nam để cho giới thiệu tới bạn bè thế giới. Bên cạnh chất lượng, mẫu mã sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, tìm ra giải pháp đổi mới mẫu mã kịp thời là bài toán nan giải cho nhiều doanh nghiệp Việt, nhất là trong ngành nông sản vốn chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà chưa chú trọng đến thiết kế bao bì để nâng tầm giá trị của sản phẩm đó. Đối với người tiêu dùng hiện nay, không chỉ là có cái để ăn mà còn phải là nhìn đẹp mắt và có thông điệp, có câu chuyện trong cái sản phẩm, có ý nghĩa của sản phẩm trong đó. Vậy thì cái bao bì nó không chỉ đẹp về hình ảnh, về màu sắc, không chỉ là những thông tin về sản xuất, về chất lượng sản phẩm, mà nó còn là một cái thông điệp của người nông dân, của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng. Việc mà thiết kế bao bì Việt Nam hiện nay là cũng rất là đa dạng và đáp ứng được cái yêu cầu. Thì chỉ có cái là chúng ta phải nhắm vào những cái thị trường cụ thể để mà chúng ta có thể tận dụng những cái yếu tố, những cái đặc trưng của bao bì để mà giúp cho cái ngành bao bì sẽ giúp cho những cái vật chứa đựng bên trong nó lại càng phát huy được cái hiệu quả. Theo các chuyên gia, cần phải chú ý đến nhiều yếu tố khi quyết định thiết kế bao bì. Đó là thân thiện với môi trường, thiết kế thu hút gắn với giá trị truyền thống Việt Nam, ý tưởng độc đáo, có dấu ấn riêng, có tính truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, bao bì phải đảm bảo tiêu chuẩn thông tin và đóng gói an toàn vệ sinh, tiện lợi cho người tiêu dùng, tính tái sử dụng và ứng dụng vào đời sống.